Tiếp tục chủ series khám phá quán ngon hấp dẫn ở Thủ Đức thì chiều hôm nay Phúc sẽ giới thiệu với các bạn một cái quán rooftop tốp sân thượng có view ngắm hoàng hôn đẹp xỉu luôn. Đồ ăn ở đây nhâm nhi rất là ok mà cuối tuần còn có acoustic cũng là lý do vì sao mà chiều tối nay hơn 100 bạn trẻ ở Thủ Đức có mặt ở đây nè. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Chiều hôm nay Phúc có hẹn ở nhớ rooftop là một cái quán cà phê sân thượng view cực xinh luôn. Quán nằm ở số 103 đường Hoàng Diệu 2 phường Linh Trung Thủ Đức. Cái lúc mà Phúc đến tầm 4 giờ tự nhiên đổ một cơn mưa cho nên thôi gọi mấy cái món ăn chơi nhưng mà xịn sò ở quán này review cho mọi người xem nha. Cái món đầu tiên là chả ram tôm đất Bình Định. Cái món này giòn rụm mà thơm, ăn chơi thì rất là được luôn nha. Phần chả cá sốt mayo được chiên giòn lớp vỏ bên ngoài, bên trong thì mềm. Thường thì Phúc thấy cái món này chấm với lại tương ớt khuấy đều với lại mayonnaise thì rất là hợp để nhâm nhi luôn. Nhưng mà cái quán này lại có một cái món mà Phúc cực thích luôn là món chân gà sốt thái kèm thêm cốc giòn giòn. Nhưng mà Phúc không thấy quá cay vị chua ngọt nhưng mà điểm cộng là thấm gia vị nha. Có kèm thêm một cái chén nước chấm chua ngọt cay cay ăn xuất sắc luôn. Cuối cùng mới là món đậu hũ phô mai thơm thơm mà cũng đáng để trải nghiệm nữa. Chiều hôm nay thì mình đi 4 người cho nên gọi 4 phần nước, ly nước kèm trái cây trang trí vừa đẹp vừa ngon, thêm cái không gian lãng mạn sau cơn mưa mà rất là nhiều góc để các bạn có thể ngắm đường phố hay là landmark 81 từ xa. Ở đây buổi chiều là đẹp xỉu luôn nha. Thêm nữa là ở đây là nơi hẹn hò nghe nhạc là khỏi chê khu Thủ Đức luôn. Tầm chập chạng tối là lúc mà nhiều bạn trẻ đã bắt đầu đến rất là đông vì chiều hôm nay ở đây mát lắm, nhạc hay lại thêm cái hôm cuối tuần cho nên quán có acoustic, các bạn trẻ hát và giao lưu rất là hay nha. Đây là một cái địa điểm đáng để nói lại để có một buổi chiều đẹp và thú vị ở Thủ Đức nè. Đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán hay ho ở Sài Gòn nha.